Chào các mẹ, hôm nay em xin giới thiệu với các mẹ một mẫu ga mới nhé. Đây là mẫu Autobip. Mẫu này dành cho các con trai thì rất là thích luôn, có rất nhiều loại xe. Màu xanh lại rất sạch. Đây là ga chống thấm cốt tông Wood Mama các mẹ. Vải 100% cốt tông, mặt dưới được cán lớp màng chống thấm TPU. Lớp màng này là lớp màng nhựa dẻo, nên là các mẹ dùng giặt được độ bền được 2 đến 3 năm, không bị bong nổ như kiểu mi lông ấy. Khi giặt các mẹ chú ý chỉ giặt nước lạnh và không dùng thuốc tẩy, phơi thì tránh phơi chỗ nắng gắt để bảo vệ lớp màng chống thấm. Đây em quay các mẹ xem nhé, cận cảnh chất vải này. Đấy, đây là các sợi vải 100% cotton ấy. Hình in rất là đẹp luôn. Đây. Bên em bán mẫu này rất là chạy về vải là mấy đợt rồi ấy ạ. Sạch sẽ. Các mẹ có nhu cầu liên hệ với em số 0949 816 812 nhé. Bên em có nhận may các kích thước từ nhỏ đến lớn ấy, từ ga cũi đến ngoại cỡ. 2 3 mét cũng có may ạ. Ở đây em lại xoay cái mặt chống thấm các mẹ nhìn nhá. Đây lớp chống thấm này rất là thích này. Thoáng khí này, có các lỗ nhỏ li ti để giúp thoáng khí và bảo vệ đệm. Ga cũng là mà ưu điểm ấy, là vải 100% cốt tông nên khi mà mình nằm mình sẽ thấy dễ chịu. Được giống như vải thường nhất mà nó lại còn bảo vệ đệm không bị ướt ấy. Đây ạ. Đường may rất là chắc chắn, bo chun bốn góc, không bật chun tụt góc. Các mẹ cần mua cho em xin chiều rộng, chiều dài, chiều cao của đệm nhé. Đây ạ. May rất là đẹp. Nhiều mẹ cứ bảo em tại sao không bo chun vòng quanh, nhưng mà tại vì công ty may bo chun bốn góc và có dây chằng cố định hai đầu này, nó sẽ chắc chắn và không bị tụt chun một góc giống như cái loại bo chun vòng quanh. Các mẹ có nhu cầu liên hệ với em số 0949 816 812 nhé. Cảm ơn các mẹ rất nhiều ạ.